Cái này có như le lưỡi vậy gì tợ. Ừ, cũng ông dài cũng le lưỡi vậy ha. Dạ. Đi ra luôn. À đúng rồi. Lục xe giấy bo luôn, dây keo. Đúng rồi, cái cọng dây đây, cái dây cương để thắt theo cái mũi con bò có luôn. Cọng dây luôn hả? Dạ, cọng dây. Lục chứ. Ừ. Bà con Quỳnh Tân mến chào quý ông bà cô bác anh chị em. Thì hôm nay Quỳnh Tân đang có một cái chuyến đi khám phá tâm linh, thì cũng có nghe một cái câu chuyện kể về một cái dấu chân của một cái con bò mà từ ở bên Sim đi về đây. Nhà đang có cái dấu chân mà in trên một cái tảng đá, thì ở tại ngôi chùa Ninh Non của Quỳnh Tân Biên. Thì Quỳnh Tân gọi đến đây để khám phá cũng như tìm hiểu xem tại sao lại có cái dấu chân đó, và những cái câu chuyện về gì về đặc biệt về cái dấu chân của con bò. Thì Quỳnh Tân mời bà con mình cùng với có một cái em trai ở cũng là cái người ở trong cái ngôi chùa này đến đây để chia sẻ với bà con mình nha. Rồi mình có thể đi lên được không em trai? Em trai ơi, mình bây giờ mình đi lên bên trên ha. Em trai cho anh hỏi coi em ở đây là có xuất gia chưa em? Xuất gia. Em có tu chưa? Chưa. À chưa tu hả? Dạ. Rồi như là em cũng còn ở đây để mà mình làm công quả thôi ha. Dạ. À mọi người ơi, thì hôm nay một đồng đến đây cũng 12 giờ trưa, thì hiện giờ thì các sư các sãi đều đi nghỉ ngơi. Ngủ hết rồi, thì không có ai chia sẻ, thì hôm nay có em trai nè, thì sư cả đó có truyền đạt những cái thông tin cho em trai, và em trai sẽ dẫn mình đến đó và truyền đạt cho mọi người cùng xem về cái quang cảnh và cái kỷ vật của ngày xưa mà cái con bò từng để lại. Trong phim người ta cũng có luôn, như y hệt luôn. Có thật luôn em trai? Dạ. Trong phim cũng có luôn. Có dựng phim luôn. Dạ. Ở đây thì trên cái này thì thấy rất là nhiều những cái tảng đá nè. Cái cây này cây gì em trai, mà anh thấy có bự lắm nè, cao nữa nè. Này làm từ bà cô nội con, bà cô nội là cây này có rất là lâu đời. Nhưng mà cái cây này là mục đích là làm cái gì em trai? Làm gì bà cây không biết, là gì con không biết. À làm từ bà cô nội con đúng rồi, 56 tuổi. Cái ngôi chùa mà theo nơi đây thì em trai biết là nó có cái niên đại là bao nhiêu năm không em trai? Lâu rồi, là trên trăm năm quá. Chắc hơn. Hơn luôn. 200 năm. Trẻ na. 200 năm. Nho này không? Ngôi chùa này lâu. Không, như mình nghĩ là, như anh một chồng nghĩ là cái ngôi chùa rất có lâu thật. Tại vì những cái kỷ vật mình thấy bên đúng đây rồi. Cũng có cái ngôi chùa cổ này, rất là cổ xưa. Cổ lâu rồi, chùa. Cổ. Thì... bên này cũng lâu rồi. Đúng rồi, đây. Cổ không à, có xây những cái bằng đá nữa nè. Ở trên này mình thấy có cái bà bản gì em trai? Cái bản này là có thể dịch ra cho anh với lại mọi khán giả tự được biết cái bản này không? Cậu không biết chữ luôn. Vậy hả? À, em trai mình không biết chữ. Nè. À, phía sau này là cái gì em trai? Mình có thể đi ra tham quan được không em trai? Qua mình tham quan cũng được. À đi tham quan cái quang cảnh cho mọi người xem ở nơi đây nè. Để mọi người mình khi mà đến đây đó thì có cái sự trải nghiệm ở đây, thì cái quang cảnh đây có rất nhiều đá và những cái nơi rất là đẹp bà con ơi. Thôi ở trên này. À rồi nhé. Ôi cục đá lạ gì ta? Đá hồi xưa. Có những tảng đá đặc biệt lắm nè. Còn cái phía trước á là nhà của người dân hay gì em trai? À người dân ta ở đây ha. Những cái đường. Trong đây thì bà con ừ, thấy đây là cái ngôi đây sao mệt dữ vậy? Cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà. Ngôi nhà này được em trai nói là cái ngôi nhà cổ nè, nhà sàn. Thì cái ngôi này nó cũng mục, có sự mục. Cái ngôi này trong này là em là người dân tộc. Trong đây là thờ cái gì em trai? Ờ cho nói tiếng Việt còn dạ, vậy. Rồi có đi học chưa? Học lâu rồi. Là hiện giờ là cái ngôi này có còn ở nữa không? Hay là con dọn
Độ đạt bình thường. À. Người ta cúng lên cúng bình thường. À vậy là còn cúng bình thường là ừ. Là những cái ngày cúng bình thường là những cái ngày nào ta? Hả? Con biết tiếng Khmer mà à, biết nói ngột như ngày nào tới đó mới biết. À thì à, bà con mình cũng khi xem qua cái video này thì cũng xin cũng thông cảm là gì với em trai mình á. Là người dân tộc nên nói cái tiếng người Kinh của mình là cũng không có luật rành. Cho nên có những cái tiếng nào mà nó hơi thiếu sót hay là bị hơi ấy thì bà con mình cũng thông cảm nha. Ở đây thì mình thấy ở đây ngày xưa là cái chánh điện ha em. Chánh điện. À chánh điện gọi là cái nơi thờ á. Nơi thờ ngày xưa phải không? À, thấy nhiều. Xung quanh đây cũng có ngàn người dân nhiều lắm nè bà con. Đây. Những cái tấm khoáng không rồi nè. Rồi mình muốn đi lên bên trên của cái này là đi đường nào em? À đi đường này lên ha. Đây có cái đường nè. Thì để em trai mình sẽ dẫn đi lên bên trên mọi người ơi. Tiếp tục cuộc hành trình đi qua cái chỗ dấu chân con bò thú gì. Sớm giờ anh Mùng Đồng thấy mình vô đây mình thấy có nhiều cái điều đặc biệt á anh Mùng Đồng. Đúng rồi. Chú vô phải xin ông sư lớn đàng hoàng với ông ra được. À. Ông xin đàng hoàng không ra đâu. À đúng rồi. Là xin phép sư đàng hoàng luôn ha, hả em trai. Đi đường nào em trai. À mà đi đường nào. Dạ. Phải tự nhiên là không ra. À, cô con bà tâm linh là nó theo mình miết luôn nè bà con. À. Ui. Gì vậy? Bãi đá như thế này nè, đi lên đường. Thôi. Mình đi qua tới đây đi ngang cái chỗ mà anh ơi. Anh. Anh Mùng Đồng mình đứng bên đây mình quay qua cái chỗ nãy mình quay cái những cái cặp bản xạ anh Mùng Đồng. Quay lại cái tảng đá nè anh nhìn kìa. Đó thôi chưa? Đá rất là to luôn. To mà cái quai hàm. Rõ ràng không? Ôi đeo dây lên luôn hả? Ôi có như le lưỡi vậy gì tợ. Ừ, cũng lông dài cũng le lưỡi vậy ha. Đi lan luôn trời. Cái này là cái tượng trưng cho cái gì em trai? Có thể chia sẻ cho mình không thế? Con không biết. À. Mình lên bên. Rồi rồi lên thôi. Thì bà con mình xem qua clip cũng thông cảm vì có những cái những nghề du di mà nhiều khi em trai chưa được nghe thì cũng chưa được thông báo lại. Ô đeo dây lên luôn. Ở trên này là nơi đây là cao nhất hả em trai? Ồ, này giống như làm lên cái trên cái đỉnh núi này, nơi cao nhất của cái chùa Ni Non. Con mèo vẫn đeo theo mình suốt luôn. Mèo tâm linh vẫn theo mình. Theo dấu chân để đi tìm đến cái bàn chân của con bò ngày xưa. Từ bên Sim mà đi về tới bên đây thưa quý bà con. À. Cái ngôi miếu này là mình thờ vị nào vậy thưa em trai? À. Ôi, bên trong có một vị đứng kìa. Vị nào? Chưa để mình kính lễ trước cái. Ôi. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho con xin phép đến đây quay cái thứ gì. Còn cái ở trên này thì một cặp mình thấy bên cái núi đó là núi gì em trai? Núi. Ừ. Núi gì? Núi bên kia cũng nói tiếng luôn, cũng đang núi này luôn mà tài nói tiếng lắm. Để mình đi tìm dấu chân bò các bà con ơi. Đâu chân bò nằm đâu em trai? Ui. À đây. Lúc trước bà ngoại con bà cô ngoại con đây chuyện làm lúc trước đã nói vậy không? Đây nè. À đúng rồi. Đây nè.
dây bo luôn, dây keo. Đúng rồi, cái cọng dây đây, cái dây cương để thắt theo cái mũi con bò có luôn. Cọng dây luôn hả? Nè, cọng dây. Chứ bà con ngoài con cây là cho đá đây không phải là đá cứng, đá mềm. Đá này hay ngày xưa là đá mềm. Con cũng không biết chứ bà con ngoài con cây cho nghe. Người đồng mình thấy lạ không? Như bà cố ngoại là kể cho em trai nghe. Là kéo chân. Còn về những cái vấn đề nào nữa không em trai? Ôi, có những cái chân này mà con đi dài theo luôn nè. Ở đây con là con thầy bài là hôm nay đâu này thấy nhiều lớp chân lắm tôi dưới luôn rồi ở bên kia người ta lấy tiền xu hồi xưa không ai là tiền dây mình đâu tiền xu dạ tiền xu người ta xa tiền rồi mấy người dân mình nghèo mình chắc gãy đi bắt bò à không còn ý anh muốn hỏi về cái sự tích mà cái con bò khi mà cùng với một cái anh nông dân đó mà bay về nữa đây nè em trai. Dạ, đó là em không phải là em là sao? Nữ ha, người nữ ha. Không phải nam. Nam. Người đó là em út của con bò đó là sinh đôi. Vậy là sao? Không có trong là phim. Giữa người và một con vật. Dạ. Sinh đôi luôn. Dạ. Tại con bò anh hai. Anh hai của cái người đó. Dạ. Là mẹ ông lúc trước mẹ thèm xài rồi mẹ rớt trên cây xài rồi mới đẻ ra luôn. Cây xài là đẻ ra một người là có cái thân hình giống con bò và một người là một cái thân của cái người em kia là cái người thiệt như bình thường mình. Rồi khi mà bay về nơi đây nè. Rồi từ đó đến bây giờ thì giữa con bò và cái người đó thì còn không em trai? Chắc con không biết nữa, tại lâu đời lắm, lâu dài rồi. Không phải, tới bà cô ngoài con cũng không tới chuyện đó nữa, mời tới bà già, mẹ bà. Lúc cái thời tới bà cố lần ha. Bà cố nội của em mới biết ha. Trên hàng trăm năm rồi thì tới cái thời của em trai mình thì em trai mình không biết nữa mọi người. Thì chỉ biết được là những cái vấn đề thì nó như thế. Có những dấu chân bò nè. Thì xuất phát là cái dấu chân này là cái dấu nào đầu tiên em trai? Cái dấu chân đầu chân tiên, đầu tiên hả? Tại nơi đâu? À, đây. Đây là cái dấu chân đầu tiên. Từ mẹ của bà cô ngoài con nữa mới biết. Bà cô ngoài con cũng bà mẹ của bà nói kể trước cho bà cô ngoài nữa thì mới biết cái người này cũng biết nữa tại kể qua cho đứa con mình nghe kể lại thôi. Bà cô ngoại là tính ra năm nay cũng gần 200 năm rồi đó nghe anh. Để chút xíu anh lại qua đó gần 200 năm rồi đó. Mấy trăm năm rồi cả nhà ơi, đây là cái dấu chân mà đầu tiên nè, xuất phát nơi đây rồi lên đây một dấu nơi đây cả nhà. Anh có để ý cái dấu chân không? Không bao giờ đi thẳng hàng nha. Đúng rồi nè. Như con bò mình bình thường không như có con bò bình thường đi. Đó lại tới đây và qua đây. Xéo nè, xéo chứ không rồi có cái này được. Còn cọng dây cương nè, cọng dây cương càng ngày càng rõ nè anh. Đúng rồi, cọng dây cương nè. Ở đây là cái dấu chân nữa. Tới đây. Tới đây là mất là hết dấu. Bay. Tới đây là bay hả em trai? Dạ. Cái dấu tới đây là bay đi nghe mà đây, con. Dấu chân của em không phải dấu chân bò. Cái dấu chân của em cái người bò đó ha. Cái người em của người. Con bò. Dấu chân người nè cả nhà. Là em trai cho anh xin hỏi là khi mà đến đây thì bay thì mình có biết là bay đi đâu không em trai? Em trai có nghe kể về không? Nghe kể về câu chuyện này sẽ bay về đâu không? Con cũng biết cảnh nó lục cụ thật là họ cũng mua cái họ thì chắc đi bay qua bên đây nè rồi cũng có người tâm linh mẹ thằng bạn con cũng thấy ở trên núi này mà tâm linh đó, mới thấy có nghĩa là có thấy cái người với lại con bò đó luôn hả? Dạ bay luôn mà tay
người không có tâm lên người ta không cho thấy đâu. Còn về phía trước của mình nè em trai, về cái giếng này là sao em trai? Hồ nước. Hồ nước. Mà nó cũng là cái tự nhiên ngày xưa tới giờ hả? Dạ. Hay là một cái hố nước. Cái giếng này thì thường người ta gọi là giếng tiên. Bên đây có cái nơi thờ này có là chỗ thờ gì em? Cái ngôi thờ này anh Lục Đồng mình có nhìn thấy là nó hơi rất là lạ những cái ngôi thờ khác không? Đóng một cái khung gỗ ở dưới là để cái ly hương và thờ, nhưng mà cái khung gỗ này thì mình tại vì mình không biết là thờ cái gì nào hết. Không, cái khung gỗ đó là cái gọi là cái thùng mà để mà tam bảo ấy. À đúng rồi đúng rồi. Cái thùng tam bảo. Vậy là tam bảo ha. Cũng... À đúng rồi. Thì sớm mà mình cũng thắc mắc, mình cũng không hiểu rõ ra cái thùng tam bảo nhưng mà con. Cái này thì rất là sâu luôn. Vâng, thì Quỳnh Tân cũng xin kết thúc video mình tại đây luôn. Thưa quý vị, Quỳnh Tân hẹn mình ở một cái video kế tiếp ạ.